Công an tỉnh Lai Châu vừa cứu hộ thành công du khách người Anh bị lạc trong rừng quốc gia Hoàng Liên, đoạn giáp danh hai tỉnh Lai Châu, Lào Cai. Tổ cứu hộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lai Châu đã tìm thấy du khách bị lạc tại bìa rừng khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Kiểm tra nhanh tại chỗ, nam du khách bị mệt mỏi, trên người có nhiều vết xây sát nhỏ, điện thoại hết pin. Lực lượng cứu nạn đã cung cấp thức uống, đồ ăn, động viên du khách và đưa về khách sạn tại Sapa. Qua xác minh, du khách bị lạc 18 tuổi, quốc tịch Anh. Ngay sau khi ổn định tinh thần và sức khỏe, du khách đã viết thư cảm ơn